Chị Thương Muội và tất cả các em, hôm nay chị sẽ hướng dẫn các em làm món bánh bao. Bánh bao thì có rất là nhiều loại như là bánh bao chay, bánh bao ngọt, bánh bao nhân đậu, bánh bao kim sa. Nhưng mà trong video này thì chị sẽ hướng dẫn các em làm món bánh bao thịt. Bánh bao thịt thì gồm có hai thành phần. Thành phần thứ nhất là vỏ bánh và thứ hai đó chính là nhân bánh. Vỏ bánh thì được làm rất là đơn giản thôi, chúng ta làm từ bột bánh bao. Đây là gói bột mà chị đã mua ở siêu thị, cũng có thể mua ở ngoài chợ luôn và nó đã có men sẵn ở bên trong. Thứ hai là nhân bánh. Nhân bánh thì chị thích ăn nhân gồm có trứng này, nấm, thịt và củ sắn hay còn gọi là củ đậu, cho nên chị ở đây đã chuẩn bị những thứ như thế. Bây giờ chúng ta bắt tay vào công việc làm vỏ bánh luôn nhé. Như lúc nãy thì chị còn nói với các em là trong gói bột này đã có sẵn men và đây chính là túi men. Nếu mà bạn nào mua bột chưa có men thì chúng ta cần phải mua men thêm ở bên ngoài. Sau đó chị sẽ đổ bột ra bên một cái tô như thế này để chị nhào. Và chúng ta sẽ bớt lại một tí xíu để tí nữa chúng ta xoa vào tay cho đỡ dính tay. Còn đối với men, chị sẽ pha vào nước cho tan trước khi hòa vào bột. Đối với một gói men nhỏ thì cần một cốc nước nhỏ như thế này, khoảng 150-160ml. Kem khuấy cho đến khi men tan hết, sau đó chúng ta sẽ đổ vào tô bột. Và dùng tay nhào bột. Việc nhào bột này diễn ra trong khoảng từ 20 đến 25 phút. Và các em phải nhào thật là mạnh tay. Lúc đầu thì bột sẽ có vẻ hơi khô như thế này, nhưng mà sau khi nhào một tí thì nó sẽ mềm ra các em ạ. Sau khi hỗn hợp đã dẻo mịn thì chúng ta hãy đậy nắp lại và chờ đợi trong khoảng 30 đến 45 phút để bột nở ra hết cỡ. Chị sẽ dùng màng bọc thực phẩm và đậy lại. Như vậy thì sẽ làm cho bột của chúng ta không bị khô. Trong khi chờ đợi bột nở thì chị sẽ trộn nhân. Nhân thì gồm có thịt bằm, củ sắn hay còn gọi là củ đậu, nấm. Nếu mà bạn nào thích ăn hành lá hoặc là trứng muối thì các em cũng có thể cho thêm vào. Chị đã cho vào đây một ít tiêu này, đường này, bột ngọt và muối. Hạt nêm nữa, giờ chị chỉ cần trộn lên thôi. Các em nêm nếm làm sao cho vừa miệng của các em nhé. Có thể hấp nhân chín sau đó cho vào trong bánh, như vậy thì lúc hấp bánh sẽ nhanh hơn. Tuy nhiên đối với một người lười như chị thì chị sẽ cho nhân sống vào luôn. Sau khoảng 30 phút thì bột của chúng ta đã nở ra như thế này đây. Chị sẽ lấy ra cho các em xem. Đó, nó đã mềm hơn rất là nhiều luôn các em ạ. Như kiểu là slime vậy. Wow, đã thật các em ạ. Tiếp theo thì chị sẽ cán bột. Một chút bột hồi nãy chị có để lại thì chị sẽ đổ ra thớt như thế này, cho nó đỡ dính vào tay và vào thớt. Wow, bây giờ trông nó giống y hệt slime. Rất là êm tay luôn. Chị sẽ đặt nó ra đây. Các em nhìn có thấy thích không? Sau đó
dùng cây cán bột để cán nó mỏng ra. Nếu mà bạn nào không có cây cán bột này thì các em cũng có thể nặn bằng tay. Bột bây giờ thì rất là đàn hồi luôn. Đó, nó lại co lại rồi này các em. Tiếp theo thì chị sẽ cho nhân vào. Cho thêm một quả trứng cút nữa. Và gói lại. Do là chị không biết nặn bánh bao thành hình đẹp cho nên là chị sẽ gói lại thành hình tròn thôi. Và chị sẽ tiếp tục làm những chiếc bánh khác. Anh Tiểu Bảo Bảo vừa giúp chị trang trí một chiếc bánh bao, anh ấy nói là anh ấy sẽ ăn trước này. Công việc tiếp theo của chị là đem bánh bao đi hấp. Việc hấp bánh bao thì khá là đơn giản, chúng ta chỉ cần cho nước vào trong nồi cơm điện, sau đó đặt vào đây một chiếc vỉ hấp và đặt bánh bao lên trên. Chúng ta chỉ cần bật ở chế độ nấu cơm như bình thường là được. Việc hấp bánh bao có thể sẽ mất khoảng 30 đến 45 phút tùy vào độ to nhỏ của bánh em ạ. Công việc của chị bây giờ là chờ đợi thôi. Sau khi hấp khoảng nửa tiếng thì chị sẽ mở nắp nồi ra để xem kết quả của chúng ta như thế nào. Wow, bánh nở rất là to luôn em ạ. Lúc nãy thì nó bé tí như thế này thôi mà. Sao bây giờ nó to mà nó chìm lại với nhau như thế này luôn em ạ. Rất là nóng nữa, chị cần phải tắt bếp, chắc là chín rồi đấy. Đây là chiếc bánh anh Tiểu ở túi, trông nó rất là xấu luôn. Còn đây là sản phẩm cuối cùng của chị, trông thì nó hơi xấu xí một tí. Tuy nhiên chị hy vọng rằng ăn nó sẽ ngon để bù lại vẻ xấu xí bên ngoài. Cái này thì của anh Tiểu ở túi, nó rất là xấu xí. Chị sẽ lấy một cái ra của chị, đặt ở đây, sau đó trang trí. Mắt nè, và miệng cười nữa. Wow, bây giờ thì nó đã đầy phân của anh Tiểu ở túi rồi. Tiếp theo thì chị sẽ cắt. Oh no. Xem bên trong nó sẽ như thế nào. Wow, lớp vỏ rất là mỏng luôn, bởi vì chị làm nhiều nhân mà. Các em nhìn này. Chị vừa bảo chị làm nhiều nhân, tại sao bây giờ nó chỉ còn một tí xíu nhân vậy ta? Chị sẽ cắt điều này xem nó có nhân hay không nhá. Kì quá à, lúc nãy nó làm chị cho rất là nhiều nhân mà ta. Sao bây giờ không thấy nhân đâu hết? Chắc là anh Tiểu Thúy đã lén ăn nhân của chị rồi. Anh Tiểu ở Thúy vừa nói đây là một chiếc bánh không những xấu mà còn giả tạo nữa. Nhưng mà chị nghĩ rằng nó sẽ ăn ngon. Chị sẽ ăn thử xem nào.
vỏ bánh rất là thơm luôn. Ăn rất là ngon em ạ. Nhân bên trong thì vừa miệng, đúng là kiểu nhân mà chị thích. Nhân rất thơm mùi thịt. Chị sẽ cắt và tìm quả trứng. Ủa, rõ ràng là chị có cho trứng mà em, bây giờ không thấy trứng đâu cả. Đúng là anh tiểu thư đã ăn nhân của chị rồi mà. Chị sẽ tìm một cái bánh khác, xem là cái bánh này có nhiều trứng hay không. Có mấy quả trứng, chị sẽ lấy ra cho các em xem luôn nhé. Các em thấy chưa? Rất nhiều trứng. Cái đây. Ở trong đây thì tổng cộng chị đã cho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quả trứng ạ. Trứng ăn không ngon bằng nhân thịt các em ạ. Phải vừa có thịt vừa có trứng mới ngon. Lần này bánh của chị làm ngon cực luôn. Chị sẽ ăn thử cái cuối cùng xem có ngon hay không nhé. Cái này của anh mà. Thì thôi, chị ăn hai cái là đủ no rồi. Thôi thì cho anh ấy luôn. Nè, tặng anh tiểu thúi. Còn bây giờ video của chị đến đây là kết thúc rồi. Nếu mà bạn nào cũng thích bánh bao thì hãy lăn vào bếp và làm thử nhé. Chị chúc các em thành công. Nếu như các em thích video này, hãy cho chị một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè nữa nhé. Xin chào.